Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Chính sách và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong tiểu mục Góc nhìn chính sách, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự Team chi nhánh Thái Nguyên thêm một cơ hội để phụ nữ thoát nghèo. Phần cuối chương trình như thường lệ là mục Cần và biết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Thông tin chính sách. Bộ Giao thông Vận tải mới có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc cập nhật bổ sung vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, đường bộ toàn quốc. 53 tuyến xe khách này sẽ kết nối 28 tỉnh thành, đồng thời đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới. Các Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm cập nhật biểu đồ xe chạy tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông Vận tải đối với tuyến của địa phương mình quản lý, đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định nêu rõ người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Quyết định nêu rõ lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Tài chính Vimo trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Team, là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được thành lập năm 1992, là một trong các chương trình tài chính vi mô của hội nhằm góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ. Với mục đích đó, sứ mệnh của Team là cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua hỗ trợ tín dụng và tiết kiệm, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. Cùng với các chi nhánh Team trong cả nước, Team chi nhánh Thái Nguyên đã góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện sống và địa vị của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự Team chi nhánh Thái Nguyên thêm một cơ hội để phụ nữ thoát nghèo. Tổ chức Tài chính Vimo trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương chi nhánh Thái Nguyên, Team chi nhánh Thái Nguyên được thành lập từ tháng 1 năm 2008. Team đang thực hiện các hoạt động trên địa bàn 6 huyện, thành phố của tỉnh Thái Nguyên, gồm các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Phổ Yên và các huyện Phú Bình, Đại Từ, Phú Lương, với 56 xã, phường, thị trấn, gồm 9.822 thành viên. Chị Ninh Thị Đoàn, xóm Phú Sơn, xã Phần Mễ, huyện Phú Lương là một trong những người vay quỹ Team đầu tiên trên địa bàn huyện Phú Lương. Với 50 triệu đồng, chị đã sử dụng nguồn vốn có hiệu quả hỗ trợ gia đình trong sản xuất kinh doanh. Và được vay thêm cái nguồn vốn này để phụ vào gia đình để kinh doanh sản xuất. Vâng. Thì tôi thấy là tôi cũng sử dụng cái quỹ Team năm nay là năm thứ hai. Thì là tôi thấy là không có cái gì là vướng mắc cả. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập của hội viên phụ nữ tại cơ sở. Đứng trước các khó khăn, thách thức đó, chi nhánh đã linh hoạt trong công tác chỉ đạo và điều hành, có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Hoạt động của chi nhánh cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2023 là trên 10.000 người, trong đó có 9.822 thành viên và 367 khách hàng. Đạt 100,5% kế hoạch phát triển thành viên, tăng 246 thành viên so với ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng 336 thành viên so với ngày 30 tháng 6 năm 2022. Bước sang quý 3, Team chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động của Team tại xã Yên Đổ, Phú Lương. Đây là xã thứ 57 của tỉnh và là xã thứ 6 của huyện Phú Lương có hoạt động của Team. Khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ báo cáo thì chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ. Nhất là phải có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai hoạt động thực sự là hiệu quả. Thì cái việc thứ nhất là phải tuyên truyền sâu rộng để cho đối tượng, cho nhân dân, cho những người ta cần vốn để người ta biết có cái chương trình hoạt động.
Và bên cạnh đó thì cũng vẫn có cái sự phối hợp thật tốt để chúng ta lựa chọn khi đối tượng đăng ký. Tức là nhu cầu thì là đúng là cần rồi, thế nhưng mà cũng phải khả năng, phải có kế hoạch làm ăn để phát triển kinh tế, đảm bảo đúng mục đích và đảm bảo cái nguồn vốn, kể cả khi trả lãi, trả gốc và nộp tiết kiệm nó đảm bảo theo quy định. Việc triển khai hoạt động trên địa bàn xã Yên Đổ sẽ tạo cơ hội cho các hội viên phụ nữ được tham gia các chương trình hoạt động của team để vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình và gửi tiết kiệm. Đồng thời, team sẽ phối hợp cùng tổ chức hội phụ nữ các cấp thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ tại địa bàn có hoạt động của team. Hiện nay vốn dư nợ vốn của địa bàn là gần 8 tỷ. Với cái hoạt động vốn vay của địa phương thì chủ yếu là nông nghiệp, nông lâm nghiệp và chăn nuôi thủy sản, chăn nuôi cá, cũng như là các ngành kinh tế ngoài đó. Ngoài ra thì cũng có buôn bán, cũng có làng nghề. Người dân ở đây thì cũng dần dần đi vào thói quen về cách vay cũng như cách hoàn trả đối với thành viên, để thành viên có nhu cầu có thể là vay vốn cũng như là gửi tiết kiệm tại hoạt động của team. Thì qua rà soát ban đầu thì trên địa bàn xã Yên Đổ thì cũng đã có hơn 40 hộ là có nhu cầu vay vốn, và tôi mong rằng là trong cái sau cái hội nghị ra mắt ngày hôm nay thì chương trình team sẽ triển khai ngay đến các chị em cũng như là các hội viên có nhu cầu vay vốn được thực hiện trên địa bàn xã Yên Đổ trong năm 2023. Trong những tháng đầu năm, team chi nhánh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên luôn bám sát kế hoạch hoạt động năm 2023, đã xây dựng, luôn chủ động nắm bắt tình hình thực tế của khách hàng tại cơ sở, luôn thực hiện tốt việc chăm sóc và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng tại cơ sở, đào tạo và phát triển được 726 thành viên mới vào team, vay vốn và gửi tiết kiệm. Đã có 2.670 lượt thành viên được tiếp cận với vốn vay. Chị em vay vốn về buôn bán, kinh doanh dịch vụ, mua sắm tài sản, tiện nghi trong gia đình, phát triển kinh tế gia đình, với tổng số vốn đã giải ngân là gần 93.600 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% kế hoạch. Số thành viên nghèo, cận nghèo, khuyết tật, HIVS đã được tiếp cận vay vốn của team là 453 người, chiếm 4,8% tổng số thành viên của toàn nhánh. Với tổng số vốn vay là 7,68 tỷ đồng. Số dư nợ vốn của toàn tỉnh tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 111.465 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ vốn, team còn giúp chị em tích lũy từ những đồng tiền nhỏ nhằm tạo thói quen tiết kiệm cho chị em, xây dựng nguồn vốn tự có của mỗi gia đình. Chị em kịp thời ứng phó mỗi khi xảy ra rủi ro. Trong thời gian tới, team chi nhánh Thái Nguyên sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động của Hội Phụ Nữ các cấp, thực hiện tốt các hoạt động của team tại cơ sở và luôn đồng hành cùng sự phát triển của hội viên phụ nữ. Trong thời gian tới thì team chi nhánh tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động của chi nhánh tại các địa bàn, các phòng giao dịch, đặc biệt là sẽ triển khai thêm những cái xã phường mới trên địa bàn của huyện Phú Lương, với cái mục đích là sẽ tiếp cận ngày càng nhiều các xã mới để chị em hội viên phụ nữ có cơ hội được tiếp cận với hoạt động của team để hỗ trợ kinh tế gia đình phát triển. Và trong sáng tháng năm, 6 tháng cuối năm thì hoạt động của team sẽ tiếp tục đổi mới và ứng dụng công nghệ số để đơn giản hóa quy trình thực hiện cũng như là giúp chị em hội viên phụ nữ có thể thuận tiện trong quá trình tham gia vào hoạt động của team. Với sự quyết tâm như vậy, team chi nhánh Thái Nguyên sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành với phụ nữ Thái Nguyên nhằm nâng cao vị thế cho chị em, tự tin vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong cả nước. Công an cấp xã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2023, Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, nghị định bổ sung quy định công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng, cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Chính sách và Cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.